mét rồi, rất cần một bàn thắng đến từ anh Bảy này. Thì con ten này nó hoàn hảo đấy. 28 mét. Anh em nói gì về cái team này đi ạ? Ôi mê con ạc. Rồi bây giờ ạc này ai chả mê nhờ. Ạc này ai chả mê. Rồi đầu tiên chúng ta vào chi tiết này. CL7 CC cộng 7, con hàng duy nhất của server FC Online vừa mới lập lên cách đây khoảng 2 hôm thôi, đến từ anh USA Hunter. USA thì anh em biết rồi đấy, không phải bàn cãi gì với cái độ chịu chơi cũng như là những cái cầu thủ trong đội hình, nó luôn là VIP nhất server. Thì hôm nay tôi có đã mượn được anh USA Hunter về đây với CL7 CC cộng 7. Wow, CC cộng 7 này thì tôi đã từng test ở một thẻ cộng 5 rồi, nó đã rất là cháy rồi. Thì mùa thẻ cộng 7 này thì ở mức thẻ cộng 7 này thì không biết nó sẽ là cháy như thế nào nữa. Với bộ chỉ số có khác gì Icon không nhở? Tôi nghĩ nó có phải hơn Icon đấy. Phải hơn Icon nhá. Tốc độ 137, tăng tốc 134, dứt điểm 134. Wow, lực sút 137 kìa. Mê chưa? Với giá thị trường đâu đó khoảng 27.600 tỷ. Không biết là bây giờ anh em cho tôi một cái con giá, cái giá bây giờ nếu mà CR7 này bán đi thì bù khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Nếu ví dụ mà búp hết khoảng cộng 6 xem nào. Nếu mà đúng ra team color cộng 6 này, CR7 này làm nếu mà về MU hoặc Real mà búp hết team, kích hết team color lên nhá. Tốc độ 140, lực sút 140 này. Ui, nếu mà lên cộng 8 thì sẽ là ui trời ơi. Ôi em cảm anh Hunter, em cảm ơn anh ạ. Ôi em cảm ơn anh nhiều. Không biết là anh có ý định lập lên cộng 8 không anh nhờ? Không biết anh có ý định hay không. Nếu mà lập lên cộng 8 thì con này chắc là duy nhất server mà chiếm đến khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui, 10 chỉ số vàng luôn ạ. Cộng 8 đi bác chủ hàng của. Nếu mà lên cộng 8 thì lên 10 chỉ số vàng luôn. Dễ quá, thôi được rồi. Con hàng này bây giờ đến mức thẻ cộng 8 sẽ như thế. Ưng quá chừng luôn đấy. Con này FD gãy người. Rồi tiếp theo chúng ta có con hàng Kevin Bet World Cup cộng 8. Với bộ chỉ số ẩn đâu đó này, sút xoáy tạt bóng sớm này, với bộ chỉ số của một chân truyền. Thật tiếc là cái chỉ số của Kevin Bet World Cup này thì nó thể lực nó hơi đuối một tí. Nhưng ở mức thẻ cộng 8 mà tôi nghĩ là chơi cũng tròn đấy. Không có Kevin này ZD, cứ ZD làm thôi mà. Lực sút 133, sút xa 133. Rô béo luôn. Rô béo Icon cộng 6. Zidane cộng 6 này, ma thú cộng 6. Ui, toàn cái con hàng cộng 6 luôn này. Mình sẽ đá sơ đồ 4-2-2-1-1 đi. 4-2-2-1-1 với cánh trái là Kevin này. Cánh phải là Ronaldo, hoặc mình chuyển sang Kevin là cánh phải đi. Full team Icon cộng 6 luôn à. À đây có sót nhất, Azaza Toure. Có thánh truyền bóng, 2 chân 5-5. Kiến tạo, sút xa, truyền dài, sút xoáy, cứng như thép. Bộ chỉ số trong mơ luôn đấy. Trong mơ với một CDM. Sợ quá rồi. Còn gì để review đâu. Ngoài ra hàng dự bị cũng rất là chất lượng này. Seva, Gullit, Osebio, Zidane, Carlos Cafu, Matthias. Đều một thẻ cộng 6 hết. Nào, vào ngay trận đấu đầu tiên của team siêu đẹp này. Giá trị đội hình đến đấy 100.000 tỷ thì phải. Nếu mà tôi nhìn không nhầm, 110.000 tỷ. Ghê quá cờ, 110.000 tỷ anh em ạ. Cái cửa MC nó sáng trưng như thế, vẫn tin được, chịu anh em luôn. Cái gì đấy? Nên ma định làm gì vậy? Ui chuyền kìa. Gần được. Qua thật sự tôi là fan MU nhưng mà tôi vẫn phải bảo vệ túi tiền của mình, không thể nào mù quáng được. MU bây giờ đá khác gì đội hạng 2 đâu mà. Bàn thắng đầu tiên. Dẻo thế nhờ, cái chân trái của anh Bảy. Quả dẻo đấy. Tôi đánh giá quả hơi dẻo. Cái chân. Ui anh Bảy ơi. Cái chân phải của anh Bảy. Siêu. Không tưởng. Ui nó đấm ra xong nó ZD kìa.
Rồi ra Zazare nó truyền kìa. DD của đấy ăn rồi, tham thế. Quả đấy không cố tình thế. Ui. Quả đấy không cố tình. Mặt mẹ xinh quá. Ủa quẩy đâu cơ. Sao độ này nó cứ hồng hồng thế nhở. Cứ hai đường truyền là lên tới tận gôn à. Không hiểu tại sao nó lướt rất là nhanh luôn ấy. Ảo thật. Đây rồi. Đỡ đi, đỡ đi. Đỡ đi. Hai cái máy chạy cắm ở trên rồi. Mệt nhờ. FD lên, những quả đấy phải FD lên. Nếu mà D thường ấy kiểu quá bình thường rồi, nhưng mà FD của đấy vừa là đẳng cấp. Highlight, quan trọng là lấy highlight của anh Bảy. Thắng thua không biết, nhưng mà quan trọng hôm nay phải đá ra cái chất của anh Bảy. Đẹp mắt là chính, hiệu quả là phụ, chính xác. Mình có thể thua người ta vì là tỷ số, nhưng mà ít nhất mình phải múa đẹp hơn người ta. Mình phải múa đẹp hơn người ta. Yes. Anh 7 CC cộng 7 hóa chết. Vua chửi anh 7 kìa. Sút còn không nhìn thấy đường bóng đâu, thì làm sao mà gôn có thể đỡ được. Chạy chủ hay chưa. Tách quả bóng kìa. Mười điểm. Mười điểm dành cho anh Bảy. Nào. Ôi tôi đi rồi. Mẹ nó cứ quay à. Biết phải thủ môn ạ. Bật mẹ lại hai quả rồi. Ba sao nó chạy nhanh dữ vậy trời. Kevin. Kevin chuyển mạnh bảy chạy chỗ. Búa sân trái. Có thua có một bàn thôi để nó farm mà em cứ loạn hết cả lên. Tôi đang cầm trong tay cỗ máy và hủy diệt mọi hàng phòng ngự. Thế hòa thua ra sự sỉ nhục rồi, tôi nói là thua. Kevin chuyền và anh Bảy chạy chỗ này. Kevin chuyền và anh Bảy chạy chỗ. Ủa bao sót thế, anh em nhìn nó phủ như này cơ mà. Trời ơi. Chạy đâu? Đây rồi! Có phải thế chứ? Áp lực dư luận, anh em bỏ kém cứ vào hết đây. Ông nào chơi kém vào hết đây.
phải quá. Dù béo tập bóng. Trời ơi, đã thế thì chưa thua game nào mà anh em cứ chơi hoài, cứ pressing hoài cơ. Thằng em bị chạy ra biên luôn à. Nito đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Mỗi khi buồn thì anh cứ khóc, khóc thật to để em nghe thôi. Rồi, không khóc được. Bật chế độ đá giải này. Bật chế độ đá giải. Có vợ này là tôi điên đầu lắm rồi đấy. Nó đen. Rèn thế. Mày game bắt thua. Đúng game bắt thua luôn. Bản lĩnh vào hết đây. Nào bản lĩnh vào đây.
sự luôn ấy. Không biết phải nói gì với anh 7cc7 này. Không biết phải nói gì cả. Anh 7 chỉ ghi số phẩm thôi. Những quả dễ không ghi. Toàn thích ghi những quả khó. Không có gì là bàn cãi nữa. Cái độ tự mãn của anh 7 ghi bản đấy thì không ai nói. Cứ sút trượt cái thì cả làng này bắt đầu xông vào wrestling ạ. Ok. Điểm muộn. Mẹ tôi xuống của quá ống thông chưa. Tôi 28m rồi, rất cần một bàn thắng đến từ anh 7 này. Thì content này nó hoàn hảo đấy. 28m. Hiểm nhất của khung này bùng nổ cái chat. Sụt 3 quả chẳng lẽ không vào được 1 quả. Nói cái gì đi. Kevin vua đá phạt anh em biết là ai chưa. Kevin truyền anh 7 chạy chỗ. Đôi bàn tay ma thuật đã quay trở lại. Bùi Minh đã donate. Ôi siêu sao luôn này. Mình cứ gặp siêu sao mình đã hay cơ. Không hiểu kiểu gì cứ gặp siêu sao là mình đã hay. Đây cho anh em xem này. Đấy, siêu sao mùa trước nha. Ui, phải xe ra của lực thế nhở. Rồi một nhá. Cứ bình tĩnh chuyện đâu rồi có đó. Nói nhiều này. Wrestling cho đỡ. Nito đã donate cho Taijiji 10.000 đồng. Đá chán quá nhỉ, chắc phải có tí kèo vào mới mút được si nhỉ. Đúng rồi em ơi. Chupa chắc cộng 0.5 thắng 100k anh nhé. Nha nhá. Đây rồi. Nó có tí kèo thế mới vui được. Một nhá. Ủa có kèo là nó khác liền. Bật chế độ khác ngay. Chạy chỗ hay chưa? Chạy chỗ lướt chưa? Lướt kia. Bảo rồi mà tôi gặp siêu sao tôi thì thể hiện đúng cái bản chất của mình. Lộ nguyên hình. Thôi đi rồi. Uầy, nó set A kìa. Bùi Minh đã donate cho tài diện. Rồi, ok.